Các bác ơi, hôm nay nhà em còn rất là nhiều phi điệp tím này. Mời các bác nhà mình mua ủng hộ em. Phi điệp tím thì mùa này đang là cái mùa nó xuống lá rồi, chuẩn bị hoa rồi. Mời các bác nhà mình sưu tầm về để chuẩn bị ngắm hoa nha các bác nha. Hoa phi điệp tím thì hoa nó siêu thơm rồi ạ. Đây, em giới thiệu chi tiết với các bác từng chậu một này. Ở đây có một cái chậu thân nụ này, lá đẹp chưa các bác này. Đó, nhìn như thế là HO ấy các bác. Nhưng mà dòng này nó là, hình như cái này nó đang là sổ số, nó chưa hoa đâu các bác. Bốn ngọn các bác ạ. Thân thú đẹp lắm. Hai ngọn kia thì mỗi ngọn nó dài được khoảng tầm 30 đến 40 phân. Còn hai ngọn này chỉ được khoảng tầm 50 phân mỗi ngọn thôi. Chậu này trông nó rất là hay nha các bác nha. Các bác sưu tầm cái là lạ thì các bác lấy cái chậu này 120 thôi nha các bác nha. Thôi lấy các bác 100 ạ. Các bác chốt cho em là mã chốt dùm em là mã số, hôm nay là chữ S nha các bác nhá. S1 dùm em ạ. S1 100.000 thôi ạ. Các bác vui lòng gộp đơn dùm em nhá. S2 này. S2 là một chậu lá xếp, thân thủ lá xếp của tỉnh Hòa Bình các bác nhá. Thân dài lên đến tận 1 mét, hơn 1 mét đấy ạ. Chậu này có 4 thân. Chậu này có 4 thân này. Thích nhất là cái bộ rễ gốc này các bác ạ. Bộ này hôm sau cho ra những cái mầm gốc thì cực kỳ là khỏe nha các bác nhá. Hiện tại thì đang nhú lên được là 4 cái mầm gốc rồi. Đó, 4 cái mầm gốc tím lịm rồi. Cái này nó đang còn lên mầm gốc nữa đấy nha các bác nha. Tạm thời thì nó mới lên 4 cái thôi. Chậu này chậu S2. S2 thì chậu này hôm nay em giảm giá một chút này. 280.000 đồng thôi nha các bác. 280 S2. S3 đây cũng đẹp này các bác này. S3 thì có là 2, 4, 6 thân. Mỗi thân dài thì áng chừng là khoảng, nếu mà thân ngắn nhất kia thì em nghĩ nó cũng phải gần 1 mét rồi. Hai thân kia vậy tầm 1 mét rồi đấy các bác ạ. Và bốn cái thân này thì chắc chắn là nó đã hơn 1 mét rồi. Em đo coi nào. Wow, cao dài phàm các bác ạ. Cái này còn 1 mét 3, 1 mét 4 với 1 mét rưỡi nha các bác nha. Ngọn này chắc là em nghĩ phải đạt lên, hai ngọn này phải lên đến tầm 1,5 mét đấy. Ngọn này chắc phải tầm 1,3 m, 1,4 m. Thế thì hai ngọn kia nó phải tầm 1,2 m các bác ạ. Chậu này giá là 300 nha các bác nhá. Hôm trước 350, hôm nay giảm cho các bác nhà mình một chút nhá. Yêu cái chậu này 300 thì cực kỳ xứng đáng để chơi luôn các bác ạ. Ôi, chậu này 300 các bác nhanh tay này. Nhanh tay sở hữu lấy chậu này mà chơi. Thân dài mà nó đẹp nhá. Hôm sau các bác hình dung hôm sau nó ra hoa đẹp lắm. 300.000 cho chậu S3 dùm em. S4 này, một chậu lá xếp này. Đốt lá này, đốt ôm bẹ lá, đốt lá ngắn này, đẹp này. Đó, các bác thấy không? Lá xếp thân thủ này, đẹp lắm. 1 2 3 4 5 thân. 5 thân, chậu này hôm nay sẽ bán cho các bác nhà mình chỉ 200.000 đồng thôi nha các bác nha. Chiều dài của thân là như ngọn này chắc phải tầm 70-80 phân này. Còn các ngọn này thì khoảng tầm 1 mét ạ. Mầm gốc của cái này thì như cái này lên 2 cái này. Cái này đang sưng lên rồi. Và cái kia cũng sưng lên rồi ạ. 200.000 đồng ạ. Chậu S4 dùm em ạ. S5. 1 thân, 2 thân, 3, 4, 5, 6, 7 thân các bác ạ. S5 nha các bác. 220.000 đồng thôi nha các bác nhé. Mã số là S5 ạ. S6. S6 là bao gồm là một chậu này. Chậu này là nó là chất lá nhựa và là dòng lá rích rắc. Thân thủ lá rích rắc. Và đây là lá nhựa gân nha các bác nhé. Cái này thì nó là một kỳ 52, 53. Và bây giờ đã có mầm gốc đây rồi.
cây này nữa. Và một số cái kỳ năm nhất này nữa. À kỳ này cũng năm 2 đấy các bác. Kỳ này cũng năm 2. Lên mầm gốc rồi. Và em gộp thêm hai thân này nữa. Hai thân. Đốt lá ngắn ôm mẹ lá. Ủa cái này. Hay là em xách nhầm HO ở đây đây. Hình như cái này em nhầm HO vào ấy các bác ạ. Thôi cái này em không biết là có phải nhầm HO không. Đây. Mầm gốc xanh đét đây các bác nha. Con này khả năng nhầm HO. À rồi. Thôi. À, vẫn bán phi điệp thân lá cho các bác thôi nha. Con này đúng là HO rồi. Rồi không chắc thì cứ bán thân lá thôi nha các bác nha. À, bao gồm là một thân, hai thân, ba, bốn thân. Cái này em bán là một đơn nha các bác. 200 nhá. 200 hai chậu ạ. Đây là đơn... em xem này, S1, 2, 3, 4, 5, 6. Đơn S6 các bác nhá. Đơn S6, 200, 2 chậu này ạ. S7 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân. 8 thân. Thân này nó dài được tầm từ 60 phân cho đến khoảng tầm... Thân dài nhất là được 1 mét ạ. Chậu này có giá tiền là 180.000 đồng các bác nhá. 180 ạ. À. 7 các bác nhá. Đơn S7 ạ. À. 180. S8 này. S8 là một chậu thân lá rích rắc, lá nhựa đẹp, thân thủ. Bao gồm là một thân dài khoảng tầm hơn 1 mét và có 3 thân này khoảng tầm nó trên dưới 1 mét một chút. Tổng cái chậu thân thú này là 4 thân nha các bác. 4 thân. Nó hơi nặng đầu một chút nên nó đang ngã này các bác này. Thân to nên nó đang nặng đầu một chút. Nó ngã ra. Cái này các bác nhà mình có thể để cả chậu, không cần gợi cả chậu cũng được ạ. Mầm gốc lên rồi ạ. À, cái này nó là 3 khóm nha các bác. 3 khóm 4 thân. Chậu này 100... Chậu này 150 nha các bác nhé. 150. Đơn S8 giùm em. S9 này. Đây này các bác này. Xanh sạch này. Đốt lá ngắn ôm bẹ lá này. Wow, toàn xanh sạch đấy các bác này. Con này chắc là... Con này không biết đã có hoa chưa đây này. À con này năm ngoái nó đã có hoa này. Chắc là ám các bác nhé. Đó là hoa ám. Hoa ám hoặc là năm canh trắng gì đó nhé. Ám hoặc năm canh trắng gì đó. Cái này nó hơi khô nước nên thành ra nó hơi đuôi cái phần lá này các bác nhé. Nhưng cái này nó không sao. Chính vì nó như thế này, các bác cắt nước đi như thế này thì nó lại xuống lá và nó càng dễ hoa nha các bác. Như thân năm ngoái này. Hoa nhiều lắm. Này là một bụi này nó cũng nhiều năm rồi đấy các bác. Các cái mắt này đang bắt đầu sưng lên để ra mầm gốc rồi. Đó. Và em gộp thêm một cái chậu này nữa nhá. Em gộp lại cái chậu này nữa này. Chậu này cũng xanh sạch luôn các bác này. Xanh sạch nhưng mà con này thì không. À xanh sạch luôn đấy các bác này. Đó, một hai thân này. Hai thân xanh sạch luôn. Đây các bác nhá. Hai chậu hai, mỗi chậu hai thân thế này. Ờ à, đơn này 180 nha các bác nhá. Hai chậu ạ. Ờ S9 nha các bác. S10 này. Ôi đẹp chưa các bác ơi. Ờ, ngấn lá nó là ngấn lá đỏ này. Ngấn lá đỏ thân vàng. Cây xếp đẹp. Đó, dòng thân thủ cây này thân nó ngắn thôi. Thân con này nó chỉ được khoảng tầm em nghĩ là 60 thôi. 60 với hai cái thân này chỉ được tầm khoảng 40 thôi. Các bác nào mình chưa có cái dòng thân lá này không? Các bác sưu tầm mà chơi này ngắm đẹp lắm nhá. Đó. Cái này là một bụi các bác nhá, một bụi bốn thân và kết hợp cùng với cái chậu bên này. Ua nó to là như thế này đây các bác này. Đẹp chưa? Thân nó to như cỡ ngón tay cái ấy. Đây là cái chậu, cái thân này thì chắc là nó béo hơn, nó mập hơn này các bác này. Thân đẹp kinh luôn đấy. Hai thân này các bác nhá. Hai cái chậu này đều là cái hàng thân thủ như em vừa quay cho các bác. Thì cái này hai chậu này bán cho các bác nhà mình là 150 thôi các bác nhá. 150 cho em này. Chốt S10 nha các bác.
S11 này. Đây là những cái này là những cái ki trên thân. Đó, năm ngoái họ khoanh lên tạo thành một cái bộ rễ xuống như thế này, cực kỳ là đẹp. Còn nếu như các bác nhà mình không thích thì các bác nhà mình có thể là bây giờ mình cắt cái thân này đi. Các bác cắt cái thân này đi, các bác ốp lên cái cây cho em. Các bác mà nhà các bác mà có cây cau, cây nhãn, cây vú sữa hoặc các loại cây mà các bác trang trí khung vin vườn tược, các bác có thể khoanh cái cây này vào cái cây cho em. Lan này thì nó bám ở trên được rất là nhiều loại cây nha các bác nhá. Nên là các bác nhà mình khoanh được một khoanh nhiều lắm. Một khoanh khá là lớn đấy. Ngoài ra thì cũng có những cái thân này, năm nay là mình ngắm hoa luôn này, cũng đang còn nhiều nhiều đấy các bác này. Đó, còn nhiều thân lắm. Chậu này thì hôm nay em bán cho các bác là 180.000 đồng nhá. S11 dùm em này, 180. Mã số S11 ạ. Mã số S12 em gộp hai chậu là một đơn đi. Con này hình như là con mắt đỏ đông lai này các bác này. Nó có tem nhưng mà thành ra nó mờ rồi, giờ mình không biết nó là cái gì luôn. Nhưng mà cái thân này thì giống cái mắt đỏ đông lai cánh bầu đại các bác nhá. Thì chắc là một cái mặt hoa thì mới có tem. Thì bây giờ nó mờ tem rồi, nhưng mà theo như em thì cây này nó là cây mắt đỏ. Đó. Và một chậu bên này nữa. Chậu bên này thì lá nó là zig zag như thế này ạ. Lá nó zig zag. Hai chậu này em gộp là một đơn. 180.000 nha các bác. S12 dùm em. S12 là đơn cuối cùng. Vâng, em cảm ơn. À anh ơi, lấy cho em cái chậu bệt ra đây. Em gộp vào cái đơn số 1 cái kìa. S12 nha các bác nhá. S12 180. Mùa này thì cũng không nhất thiết là nhất định là mình phải cần phải gửi cả chậu, nên là các bác nhà mình có thể lựa cách là mình bỏ cái phần chậu ra mà các em gói cái phần ra thế thôi. Rồi về các bác đặt lại vào chậu mới. Còn nếu như các bác nhà mình mà muốn để cả chậu thì bên em vẫn phục vụ các bác nhé. Đơn giá em báo thì nó chưa bao gồm phí ship. Đây có chậu bệt này các bác này. Chậu bệt để em gộp với cái chậu số 1 này. Không, 100.000 cái chậu số 1 này nó trông nó ít quá. Đây này, chậu bệt này thì nó cho ra mầm gốc sớm. Hiện tại thì đang mầm gốc. Và nó có là một cái thân hoa. Năm nay thì nó hơi đuối một chút, nó mới một thân hoa thôi. Chậu bệt này thì hiện tại nở chưa căng các bác nhá. Đó, chưa căng. Đây các bác nào thích ngắm bệt thì lấy ngay cái chậu này nhá. Sáng nay nó mới đang hé thôi, nó chưa nở nhá. Về các bác cũng ngắm thoải mái nhá. Hoa phi điệp nó đang lên đến tận 15 ngày cơ, nên các bác về ngắm thoải mái cho em. Thì em gộp lại em bán cho các bác nhà mình là 100. Cái này lúc nãy là 100 rồi. Cái này em lấy thêm 50 là 150 nha các bác nhá. 150.000 đồng đơn F1 lúc nãy đấy ạ. 150. Rồi, chào em, chào toàn thể các bác nhá.